Kết quả Tây Ban Nha gặp Maroc World Cup 2018, trở về từ địa ngục, Aspas tỏa sáng. Maroc đã bị loại nhưng vẫn lôi Tây Ban Nha vào trận cầu có tới 4 bàn thắng và kịch tính tới tận phút 90. Tây Ban Nha cần một trận hòa để đảm bảo vé đi tiếp mà không cần quan tâm trận Bồ Đào Nha gặp Iran. Trong khi Maroc đã bị loại nhưng vẫn muốn để lại ấn tượng tốt trước khi ra về. Huấn luyện viên Fernando Hierro quyết định chỉ thay Vasquez bằng Thiago Alcantara. Phần còn lại của đội hình xuất phát gặp trận Iran ông giữ nguyên. Tây Ban Nha chơi ép sân ngay từ đầu, nhưng phút 14 họ đã thủng lưới từ một sai lầm lớn. Ramos và Iniesta không hiểu ý nhau trong một pha xử lý chuyền về và Boateng đã không bỏ lỡ cơ hội băng xuống dứt điểm, hạ gục David De Gea ở pha đối mặt. Nhưng chỉ 5 phút sau, tỷ số đã được quân bình. Isco dứt điểm ghi bàn từ một pha phối hợp tam giác với Costa và Iniesta. Hàng công dâng cao của Tây Ban Nha vẫn tiềm ẩn rủi ro và họ đã may mắn ở phút 25 khi Boateng sút trúng De Gea trong một tình huống thoát xuống từ một quả ném biên. Nhưng từ lúc này, Tây Ban Nha hoàn toàn áp đảo về thế trận. Busquets có cú đánh đầu vọt xa trong thế không ai kèm trước khi Costa bỏ lỡ quả căng ngang của Iniesta ở cuối hiệp 1. Sang hiệp 2, Maroc có hai lần đến gần bàn thắng, nhưng De Gea đã kịp lao ra đấm bóng ngăn pha băng xuống của Boussoufa ở phút 50 và 5 phút sau, anh đã bó tay chịu thua cú sút xa tuyệt đẹp của Amrabat. Bóng đã dội góc chữ A bật ra, Tây Ban Nha cũng đáp trả không vừa. Isco có cú đánh đầu bị phá trên vạch vôi cầu môn Maroc và sau đó Pique đưa bóng chạch cột dọc. Kết quả hòa là đủ để Tây Ban Nha đi tiếp và họ được tin Bồ Đào Nha đang dẫn Iran 1-0. Đúng phút 81, Maroc tận dụng pha đá phạt để En-Nesyri đánh đầu ghi bàn. Anh đè Ramos trong pha không chiến và đưa bóng vào góc cao, cộng thêm việc Iran gây sức ép đáng kể lên Bồ Đào Nha. Tây Ban Nha buộc phải tràn lên tìm bàn thắng để đảm bảo vé đi tiếp. Phút 90+1, tưởng như trọng tài đã khiến cơ hội có điểm của Tây Ban Nha bị lụi tắt. Khi bắt việt vị tình huống dự bị Iago Aspas ghi bàn bằng gót, nhưng bàn thắng được tính sau khi trọng tài sử dụng VAR. Phản ứng dữ dội từ phía Maroc khiến 4 phút bù giờ bị trì hoãn, nhưng họ không thể tìm được thêm bàn thắng nào trong khoảng thời gian này để mang về thắng lợi gây sốc. Hòa 2 đều, Tây Ban Nha đoạt vé đi tiếp ở bảng B với tư cách đội đầu bảng có 5 điểm, 1 thắng, 2 hòa. Trong khi Maroc đã có 1 điểm ra về, Tây Ban Nha sẽ gặp Nga ở vòng 1/8, trong khi Bồ Đào Nha thoát hiểm trước Iran trong trận hòa 1 đều để đứng nhì bảng và đặt lịch gặp Uruguay. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Kết quả Bồ Đào Nha gặp Iran World Cup 2018, Ronaldo tệ hại, kịch tính phút bù giờ. Kết quả bảng B World Cup 2018 lượt 3 mang đến cho giới mộ điệu những bất ngờ thú vị, khác hẳn với kết quả chung cuộc bảng đấu sau 3 lượt. Ở ngày thi đấu mang tính chất quyết định này, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đều gặp quá nhiều khó khăn trước các đối thủ dưới cơ Iran và Maroc. Chỉ cần giành một điểm trước đại diện châu Á, Cristiano Ronaldo và các đồng đội sẽ chắc chắn đi tiếp. Song điều mà họ hướng đến là ngôi đầu bảng B để tránh chạm trán Uruguay ở vòng 1/8. Quyết tâm ấy khiến Bồ Đào Nha nhập cuộc đầy chủ động. Họ tràn lên tấn công và tạo ra một số cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Iran. Song sự vô duyên của các chân sút, nhất là João Mário, đưa bóng vọt xà ngang khi khung thành đã bỏ trống, khiến các nhà đương kim vô địch Euro chưa thể khai thông bế tắc. Những tưởng hiệp 1 sẽ khép lại với tỷ số hòa không đều, thì đúng vào phút thi đấu chính thức cuối cùng, Ricardo Quaresma đã lên tiếng. Cú vứt bóng bằng má ngoài chân phải sau tình huống phối hợp với André Silva đã không cho thủ thành Beran Van có bất kỳ cơ hội nào để cản phá. Ngay đầu hiệp 2, Bồ Đào Nha được hưởng quả penalty sau khi công nghệ VAR xác định Ronaldo bị phạm lỗi trong vòng cấm. Dẫu vậy, chính CR7 đã không thể đánh bại Baranva trên chấm 11m. Thoạt thua, Iran vùng lên tấn công nhưng họ không tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý bởi sự chặt chẽ từ hàng thủ của đội tuyển đến từ bán đảo Iberia. Song khi trận đấu trôi về những phút bù giờ, công nghệ VAR một lần nữa lên tiếng. Đại diện châu Á được hưởng penalty sau khi bóng chạm tay Cedric Soares trong vòng cấm địa.
Karim Ansafat thực hiện thành công quả phạt đền để ấn định tỷ số một đều. Kết quả này khiến Iran bị loại, còn Bồ Đào Nha đánh mất vị trí đầu bảng vào tay Tây Ban Nha. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, dù bị Maroc hai lần dẫn trước, nhưng La Jora cũng hai lần gỡ hòa thành công nhờ sự tỏa sáng của Isco và Iago Aspas. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Lịch thi đấu World Cup 2018 hôm nay 26 tháng 6, Messi rực sáng hạ Nigeria, Đan Mạch gặp Pháp. Tri Thức Vô Tận xin gửi tới quý vị độc giả lịch thi đấu truyền hình trực tiếp bóng đá World Cup 2018 hôm nay ngày 26 tháng 6, rạng sáng ngày 27 tháng 6. Đây là lượt đấu cuối cùng của bảng C và bảng D sẽ quyết định những tấm vé đi tiếp. Các trận đấu ở lượt đấu cuối cùng của mỗi bảng sẽ diễn ra cùng giờ để đảm bảo tính công bằng. Lịch thi đấu World Cup đêm 26 tháng 6 rạng sáng ngày 27 tháng 6. 21 giờ ngày 25 tháng 6, Australia gặp Peru, tường thuật trực tiếp trên kênh VTV2 và VTV2 HD. 21 giờ ngày 25 tháng 6, Đan Mạch gặp Pháp, tường thuật trực tiếp trên VTV6 và VTV6 HD. Còn tại bảng D, 1 giờ ngày 27 tháng 6, Iceland gặp Croatia, tường thuật trực tiếp trên VTV3 và VTV3 HD. 1 giờ ngày 27 tháng 6, Nigeria gặp Argentina, tường thuật trực tiếp trên VTV6 và VTV6 HD. Nhận định các trận đấu, Australia gặp Peru. Không có bất ngờ nào khi nhìn vào thứ hạng trước lượt đấu cuối cùng tại bảng C, Pháp với chất lượng đội hình vượt trội so với phần còn lại đã sớm lấy tấm vé đầu tiên vào vòng 1-8 với 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận. Suất đi tiếp còn lại đang là cuộc cạnh tranh của Đan Mạch và Australia, trong đó Đan Mạch chiếm lợi thế nhất khi chỉ cần hòa ở lượt đấu cuối là có thể hoàn thành mục tiêu. Nhờ vậy Australia không có quyền tự quyết ở lượt đấu cuối vào tối nay. Với đại diện xứ chuột túi, họ ngoài việc phải giành chiến thắng còn phải chờ đợi Đan Mạch bị thất bại cách biệt ở trận đấu cùng giờ để lọt qua khe cửa hẹp. Trong khi đó Peru chính thức đã bị loại nên nhìn bề ngoài, đội bóng Nam Mỹ thua thiệt hơn so với đối thủ về động lực thi đấu. Đan Mạch gặp đội tuyển Pháp. Một trận đấu có tỷ số hòa sẽ giúp hai đội không phải bận tâm đến kết quả ở trận đấu còn lại và chắc chắn vượt qua vòng bảng. Trên bảng xếp hạng hiện tại, Pháp đang dẫn đầu với 6 điểm qua 2 trận thắng. Trong khi đó Đan Mạch hiện đang xếp ở vị trí thứ 2 với 2 điểm ít hơn. Một điều đáng chú ý là trong quá khứ, hai đội từng 6 lần chạm trán nhau tại các giải đấu lớn, thì kết quả đều phân thắng bại mà chẳng có tỷ số hòa xuất hiện. Tính rộng ra thì hai đội đã 14 lần gặp nhau thì cũng chỉ có đúng một kết quả hòa. Tuy nhiên nếu nhìn vào cục diện tại bảng D hiện tại, khả năng Pháp giày chân ở trận này là hoàn toàn có thể xảy ra. Ngôi đầu bảng D nhiều khả năng sẽ thuộc về Croatia khi họ chỉ cần một tỷ số hòa trước Iceland là đủ. Trong khi đó nếu Argentina đánh bại Nigeria thì sẽ có được vị trí thứ hai. Hai khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra ở lượt trận cuối cùng này. Nếu vậy sẽ là một sai lầm nếu Pháp lựa chọn Argentina làm đối thủ ở vòng 1-8. Iceland gặp Croatia. Không giống như những gì mà đội bóng gồm những anh chàng tên Sơn thể hiện ở kỳ Euro 2 năm về trước trên đất Pháp, World Cup 2018 là một đấu trường khác hẳn. Iceland đã xuất sắc cầm hòa Argentina và vô tình đẩy Messi và các đồng đội vào cửa tử. Đó có thể coi là một trong những chiến tích vĩ đại của đội bóng nước này. Thế nhưng khi đụng độ đại diện châu Phi ở lượt 2, học trò của huấn luyện viên Harry Gimson đã thua hai bàn không gỡ đầy đáng tiếc. Đó là lý do mà Iceland sẽ đặt cược vào số mệnh. Họ sẽ chơi tấn công trước Croatia nhằm nuôi hy vọng dù là nhỏ nhất. Đó cũng chính là bản chất của thứ tinh thần Viking chảy trong huyết quản của con người Iceland, giống như cái cách mà họ đã gây bất ngờ tại Euro 2 năm về trước. Nếu như Iceland dám lấy sở đoản của mình để chơi với sở trường của đối thủ, thì đoàn quân áo sọc trắng đỏ rất thích điều này. Croatia sở hữu một dàn cầu thủ đồng đều và cực kỳ chất lượng, đặc biệt là linh hồn nơi tuyến giữa gồm Luka Modric và Ivan Rakitic đều đang có phong độ cao. Nếu Iceland tấn công và lộ ra nhiều khoảng trống, Croatia sẽ dễ đá hơn bao giờ hết. Nigeria gặp Argentina. Cục diện bảng D đang vô cùng khó lường. Ngoài Croatia đã chắc suất, chưa một đội tuyển nào chắc chắn bị loại.
khe kẻ hẹp nhất đang thuộc về Argentina. Họ buộc phải thắng Nigeria trong trận đấu cuối. Thậm chí Messi và các đồng đội phải hủy diệt đối thủ trong trường hợp Iceland hòa Croatia. Tuy vậy, những diễn biến gần đây của Argentina cho thấy đội bóng này đang có dấu hiệu loạn sau hai trận đấu đã qua. Báo chí đưa tin đã có một cuộc họp khẩn được tổ chức tại đại bản doanh Argentina trên đất Nga tối 23 tháng 6. Theo đó, huấn luyện viên trưởng Sampaoli đã bị tước quyền chỉ đạo. Messi và Javier Mascherano sẽ là những người quyết định đội hình ra sân của Argentina ở trận gặp Nigeria. Bên kia sân, nhiệm vụ của Nigeria đơn giản hơn Argentina rất nhiều. Đội tuyển này chỉ cần cầm hòa Nigeria ở lượt trận đấu cuối là chắc suất. Nếu Iceland thắng Croatia cách biệt 3 bàn trở lên, khi ấy tình hình mới đáng lo ngại. Trong trường hợp này, đại bằng xanh cần một chiến thắng trước Argentina để đảm bảo suất đi tiếp của mình. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các